Hello everybody, today I wanna show you how to holding the fork with the circle shape, okay? So this is too many way to hold the fork with the circle shape, but this is the easy way that I wanna show you. If you want to holding the fork look like this on the milling machine, so I recommend you use the V shape. So like you see, if you holding the fork like this on the vise, right? So this is the jaw, right? When you holding the fork look like this right here, you just holding two points that height, okay, height of the circle. So this point and this point, so it's very weak, so you need more point to keep the fork to holding the fork stronger. I use the V shape look like this, you can see. So I put it on the vise. So right here you have three boys. This boy and this boy. Boy. So you can holding the back stronger than two boys look like this. Alright. So if you want to do more stronger to holding the paw, so I recommend you take two piece V shape right here. This side, and then you tie thing in the vise, so it makes you more tight, because when you have two shape, V shape like this, you have four points, more than three points, so more stronger, right? You can holding the circle. Hello các bạn nha, thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm thế nào để mà giữ cái con bạc hình tròn. Các bạn thấy mình kẹp vô không? Đó, mình kẹp rồi đó. Cái này là mình cắt này sắt cứng nha các bạn. Thì cái chiều sâu của mình đi dao xuống là khoảng 50.000. Và tốc độ mình cắt là khoảng 8 chấm. Cái spindle mình quay á là khoảng 1.200. Rồi bây giờ mình nghe mình cắt. Đó, các bạn hay nghe không? Cái máy của mình nó không có bị kêu. Nó kêu é lên. Không? Nếu mà nó bị kêu á là mình biết mình bị rung. Các bạn ha, lần này cái máy mình không kêu là mình biết là cái máy mình cắt êm. Đó, các bạn thấy không? Mình cắt rồi đó. Đó, mình cắt ở đâu xi về đâu ha, nó cũng không có lắc nữa, rất là chắc nha. Thì các bạn ráng thử coi nha. Đó, đây nè các bạn có thấy không? Đó, cái này là mình mới cắt ra nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi cái này mình làm cái búa các bạn, bên nào đầu này là đầu đồng, còn bên đầu này là đầu sắt nè. Đó, các bạn bỏ vô, mình mới cắt xong á ha, nó ra cái đầu búa rồi đó. Đó, các bạn thấy không, cái này á mình nhắm chừng á các bạn, nên bây giờ nó cắt bị méo rồi. Thì nếu mà mình mới thử xong nè, thì một cái rất là mạnh, thấy không, nó vẫn còn bóng nè, các bạn thấy nó mạnh không? Đó, nhưng mà nó bị kiểu như nó bị yếu hay là bị gì các bạn, mà tại vì mình nhắm chừng á, rồi khi mà nó cắt hình như nó bị vinh hay gì á, mà chắc mình nghĩ nó không vinh đâu, do mình canh cái tâm sai á các bạn, cái tâm của mình nó bị lệch á. Cái này là mình canh bằng mắt thôi để mình cắt cho nhanh á, nhưng mà ai ngờ đâu cắt ra bị méo mẹ nè. Đó, các bạn thấy không, nó phải vậy nè. Đó thì nó mới được. Đó, thì các bạn thấy không, nó bị xéo nè, do mình chỉ kẹp có mỗi cái V shape á nên nó bị xéo luôn. Thôi kệ, thì mình cho các bạn thấy là cái cách mà mình kẹp cái vòng tròn như thế nào cho nó chặt á. Ok, sắt thì hãng mình nhiều lắm. Mình hiểu tại sao nó nghiêng các bạn biết không? Do cái đầu tiên của mình á, mình siết nó không chặt á các bạn. Đó, khi mà mình kẹp vậy nè, thì mình sẽ cắt cái em mill nó vòng vô đây, xong rồi nó bo một vòng cùng. Thì khi mà mình siết không chặt các bạn, thì khi mà cái em mill của mình á, nó bo tới đây nè các bạn, nó vòng vô này, cái tự nhiên cái nó vinh lên, nó bị vinh lên như vậy nè. Đó, xong cái mình sực nhớ ra mình siết không có chặt á, chúng ta mình siết lại như vậy mà mình quên gõ xuống để cho nó bằng á,
thì nó sẽ bị vinh như vậy. Thì khi mà cái em nó cắt á, nó sẽ cắt xéo như vậy nè các bạn, thì nó sẽ bị vinh như vậy nè. Đó, thì nó sẽ bị vinh như vậy đó. Thì đó là tại sao mà mình bỏ cái con bạc mình vô á, nó bị xéo đó. Thì nó bị xéo như vậy nè các bạn, thấy không? Đó là cái lỗi của mình. Thì á, qua kinh nghiệm này á, các bạn nên rút ra cho mình một bài học á. À, tại vì cái này mình làm cho chơi thôi, làm cho chính xác, các bạn hiểu không? Thì khi mà làm đối với người này á, tất cả các bạn đều cần phải biết con số chính xác, đúng không? Phải cần phải biết con số chính xác, mà con số chính xác đó biết bằng cách nào, đó là các bạn phải biết sử dụng thước. Thì đó nó gọi là indicator. Thì cái thứ hai á, là mình cần phải cái mặt phẳng ở dưới nè, cái đích nó nè, mặt phẳng dưới đích nó nè, phải thẳng nha, phải thẳng nha. À, rồi cái mặt phẳng mà để siết nó vô á các bạn, cái mặt phẳng để nó siết vô á cũng phải thẳng luôn, thì mới tạo ra được con bạc thẳng như vậy nè các bạn thấy không? Đó. Để mà tạo được con bạc thẳng như vậy nè, thì tất cả đều phải vuông góc và song song thì mới được. Còn hàng này á, hồi nãy mình cắt á, khi mà mình giọng vô á, nó mạnh quá, nó bị vênh lên như vậy. Mà mình cũng không có gõ xuống như vậy. Thì khi mà nó cái mặt phẳng ở dưới này nó không thẳng á, thì khi mà nó cắt ra nó sẽ bị xéo như vậy nè các bạn. Đó, thì nó bị xéo. Thì đó là tại sao mà mình bỏ cái con bạc này vô của mình á, nó bị xéo luôn. Thì đó là đó mình gọi là thợ tiện cù mía. Nè thấy không? Đó, đây là thợ tiện cù mía nha. Thì để mà làm thợ tiện chuyên nghiệp thì tất cả các bạn đều phải check hết, kiểm tra đầy đủ, đó là thước, indicator, mặt phẳng phải thẳng, phải flat, rồi cái chỗ mà con bạc dựa vô á nó cũng phải thẳng luôn và vuông góc với lại mặt phẳng, thì cục bạc làm ra nó mới đẹp được các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, đây là cái búa của mình nè, đáng lẽ ra nó rất là đẹp đó các bạn thấy không. Do cái nguyên nhân này là mình làm nhắm chừng nha, nên bây giờ mình đã làm hư cây búa rồi. Các bạn thấy không, nhìn nó bị xéo á. Nếu mà các bạn nhìn ở dưới nè, thì nó bị xéo xuống nè, là do cái nguyên nhân là do mình nhắm chừng nha. Các bạn đừng có bắt chước mình mà nhắm chừng nha. Trong cái ngành nghề này không có nhắm chừng được, tất cả đều phải là con số hết. Tại vì do cái này mình làm cho chơi vui vui thôi, nên mình nhắm chừng nên bây giờ mình nó mới banh như vậy nè. Thì qua mình á, các bạn đừng có làm giống mình ha. Thì khi mà các bạn làm việc cho người ta đó, tất cả đều phải là chính xác, thật kỹ, kỹ lưỡng vô. Mà làm cho mình cũng vậy luôn, phải kỹ. Nhưng mà cái này á, mình làm cho vui thôi, nên mình banh mẹ rồi. Ok, cảm ơn các bạn ơi, đây là cái âm thanh mà của sự chuẩn xác nha, các bạn nghe nè. Nếu như mà cái lỗ của mình á, mà vừa khít với lại cái lòng cylinder á, thì á, nó sẽ tạo ra cái âm thanh này nè các bạn. Đó, thì các bạn biết mình làm chính xác cái lỗ. Đó, các bạn thấy không, cái thằng này là thằng đồng á. Đồng á thì nó không có làm chạy các bạn. Rồi nếu mà là sắt các bạn, ví dụ nha, mình gõ đây nha, nó đâu bị chạy đâu. Ví dụ bằng sắt đi, nếu mà mình gõ thì sao, thấy không, nó chạy liền mà, thấy không? Đó. Bởi vậy người ta thường làm cái búa bằng đồng hoặc bằng nhôm hoặc bằng mũ, chứ không ai là dùng cái búa sắt để mà gõ lên những cái con bạc hết á các bạn, thấy không? Đó, nó bị chạy nè. Còn nếu mà làm bằng đồng á thì nó không có bị,